5 seconds remaining. Lời đầu tiên, Việt Dũng xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các bạn đang theo dõi chương trình. Vâng, hôm nay thì rất là vui khi mà lại tiếp tục được cùng đồng hành với cả các bạn ở trong trận đấu rất là muộn như thế này. Các bạn nghe giọng tôi thì các bạn thấy thì nó rất là lạ. Thì thật ra thì bây giờ mệt lắm rồi, chết rồi, chắc thôi chả cát nữa. Thì đau họng, bởi vì làm nào thì hết bị đau họng. Chả phải uống ngụm nước, chết rồi thôi. 5 seconds remaining. Vâng. Phát cái là comeback ngay nhẹ là các bạn. Tôi lừa các bạn hết. Không bao giờ tôi sẽ bị chết hay là bị như nào cả. Không bao giờ bị mệt luôn. Các bạn nghĩ là sức khỏe tôi lại như nào mà. Vâng, đùa một chút rồi. Xin chào mừng các bạn. Chúng ta đến với Corsair Dream League Season 9. Hôm nay thì là ngày thi đấu đầu tiên. Và đến cả cái trận thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay giữa Team Liquid và Pain Gaming. Thì ở đây thì có vẻ như là một cái kèo. Tôi nghĩ rằng nó cũng khá là không cân rồi. Đến cả game đấu này, Team Liquid có được mình hai cái lượt ban đầu tiên, ba cái lượt ban đầu tiên nhằm vào Chen, Nature Prophet cũng như là Gyrocopter, những cái lượt ban rất là cơ bản thôi. Và có vẻ như là Team Liquid thì họ cũng đang chơi với một cái line up, một cái thế trận đã được đội tuyển này sử dụng rất là nhiều rồi. Ancient Apparition và Venomancer trong lượt đầu. Bên phía của Pain Gaming họ có được Omnignite cũng như là Sand King, một cái đội hình hứa hẹn để gây áp lực tại khu vực upland. Tuy nhiên thì Team Liquid họ tiếp tục, các bạn có nhớ về một cái combo ở đây, đó là Venomancer, Ancient Apparition cộng thêm cả Earth Spirit các thứ nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao trận này thì Liquid họ sẽ không chơi Earth Spirit mà chủ động pick một con Rubik ở đây. Sẽ là Rubik được chơi ở GH thôi. Sau khi ban đi Viper cũng như là Bloodmother, các thành viên của Team Liquid họ có được cho mình Pugna và Rubik. Con Pugna sẽ được chơi bởi Mind Control rồi. Một cái lineup mà sẽ không có hero nào mà có Blink chủ động vào trước, mà chỉ có đợi đối thủ rồi stick put với nhau. Và quan trọng hơn hết là các bạn tưởng tượng ra combo có một cái lượng đam rất là kinh khủng. Có một cái ulti của Venom này gây đam độc rất là đau. Chưa kể đến ulti AA, cái lượng đam nó sẽ được burst lên nhờ vào skill 2 của lẫn Ancient Apparition cũng như là Pugna. Cái chết nó sẽ đến rất là bất ngờ. Bên phía thành viên của Pain Gaming ở đây, ở những cái lượt sau họ ban đi con Lycan Beatmaster, pick cho mình được Disruptor ở đây. Có vẻ như là đi với cả Pugna chỉ cần một con Disruptor thôi, cộng thêm một con carry gì đấy có một cái khả năng nào đấy giữ chân lại, thì tôi nghĩ rằng sẽ rất là mạnh. Lựa chọn đến từ Pain Gaming sẽ là một con Tiny. Biết được cái combo của Team Liquid ở đây họ sử dụng, đó là dựa vào ulti Venom và ulti AA.
thì ngay lập tức là Tiny với cái lượng Status Resistance tôi nghĩ rằng là nó tương đối đủ để có thể là hóa giải những cái hiệu ứng này rất là nhanh. Lượt cuối sẽ là một cái lượt hero dành cho Miracle. Bắc Na Venom rồi. Hoàn toàn bây giờ tôi nghĩ rằng là các thành viên của team Liquid họ nên có một hero nào đấy có thiên hướng sát thương vật lý một chút. Hoặc nếu như mà đã chơi theo kiểu như này thì chơi cho chót. Timber dành cho Miracle ở khu vực Midland càn thẳng lên. Hutka chắc, thật ra chắc là trận này Hutka nó sẽ không hay lắm đâu, tôi nghĩ là như vậy. Ban Life Stealer đến từ thành viên của team Liquid ở trong lượt cuối, nghĩ rằng đây là một con Tiny đi mid để có thể đẩy len đỡ lại Venomancer. Đúng, tôi nghĩ rằng đây là một con Tiny đi mid thật. À thế à, không có à các bạn, hơi gãy một tí. Hin, ok, xin lỗi các bạn, đang không để ý một tí đâu các bạn. 5 seconds remaining. Để hôm nay tôi còn chưa ngủ thì làm sao là tôi xin lỗi các bạn về một màn là tôi còn quên chưa cập nhật. Hin này là coach của team Liquid rồi, Hàn Quốc. Sorry các bạn. Anh em đợi mình một tí. 10 seconds remaining. Team Liquid's turn to pick. Sniper. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Đây rồi, vừa phải bổ sung tí đồ ăn cái lấy lại tí sức các bạn. Có đi còn cắt tiếp một con Sniper Last Pick dành cho Pain Gaming. Khi mà nhận được ra về cái lối chơi của team Liquid ở đây, đó là một cái lối chơi thành một khối để có thể là đi stick boot, không có hero vào trước và chỉ đánh xoay quanh đồng đội của mình thôi, thì lựa chọn quá là chính xác đến từ Pain Gaming, đó là Sniper. Bây giờ thì các bạn nhìn thấy Sniper là cũng biết được rồi, team Liquid họ cần phải có một con hero gì đó để có thể là tóm được vào con Sniper này. Cứ tưởng tượng mà bây giờ đánh Storm Spirit chẳng hạn thì thật ra sẽ rất là khó thở khi mà gặp phải Sanking Disruptor và Tiny. Nhưng mà ủa, ok các bạn ơi, Alchemist in 2018, Kuroki Alchemist. Bây giờ Hin sẽ là người chơi là chơi thay Kuroki support. Ok các bạn, Alchemist sẽ được chơi bởi Kuroki ở khu vực Midland. Hôm nay là tôi mới cập nhật luôn đấy, hay lắm các bạn. Một cú Alchemist các bạn. Random à? Random đúng không? Nhưng mà không đến mức gọi. Tôi nghĩ là con Alchemist này hay thật mà, không phải random. Random đâu mà random. Giả sử mà là con Alchemist này thì nó hay thật mà. Con Alchemist trong trận này hay cực thực sự ấy. Kuroki đánh co. What the fuck man? Cú lừa. Vâng, thật ra thì nói chung thì các bạn nào mà các bạn đã xem Dota từ những cái thời đầu tiên thì các bạn phải nói với các bạn đó là như thế nào. Cái team Secret cái thời đầu tiên được thành lập nó dựa trên những ai, và các bạn có biết rằng hồi xưa mà tôi nói thật với các bạn là các bạn nhìn Kuroki đánh carry thì các bạn chỉ có nghỉ chơi luôn. Tôi nói thật với các bạn, Kuroki mà đánh carry nó hay tan bạo. Bạn nào nhớ về con Phantom Assassin cộng với cả IO của Secret hồi xưa mà Kuroki đánh này. Xong rồi là Kuroki Ultimate này, tôi nói thật là nhìn Kuroki đánh carry rất thích. Nhưng rồi về sau là đấy, đến lúc mà về nghỉ Secret các thứ, hồi đánh nhau các thứ gặp Puppy thì về Liquid thì mới lại chơi support. Nhưng mà ông này mà đánh core thì thôi, nó cũng chả khác support cả. Đánh rất hay. Tôi là một người thực sự bị kiểu thần tượng hóa Kuroki rất là nhiều. Cô về next gen rồi bạn ơi. 4.6 Miracle.
Và một cái con Archimedes ở khu vực Midland này thì tôi không nghĩ được rằng là Pain Gaming họ sẽ có một cái cách gì đấy để có thể ra tìm cái con Archimedes này mà giết. Cùng với Sen King thì chắc là đến khoảng độ tầm level 3 thì chắc là Sniper và Sen King sẽ giết được một con Archimedes không được nhiều máu cho lắm. Còn nói chung là trận này là khó cản Archimedes rồi. Một con Archimedes có thể pump Archimedes Scepter cho đến tận 4 hero bên phía của team Liquid thì các bạn cũng hiểu rồi. Archimedes thực chất cũng là một con hero sổ vào, bởi vì bản chất đây là một con hero rất trâu. Cứ về sau mà tưởng tượng chơi cái kiểu mà Blink Dagger giáp băng các bạn thì nó sẽ là ok. Từ từ các bạn ơi, xin lỗi các bạn, nó đang là một cái tình huống mà chả hiểu sao nó cam kiểm các thứ có vẻ là hơi cùi chắc. Anh em đợi tí tôi chỉnh lại một cái. Cú lừa hết. Đây rồi, sau đi anh em. Ok đây rồi, làm phả lại tí với cả các bạn. Ơ mà tại sao Fork đâu nhỉ? Fork tôi để là bot team rồi mà, nhưng mà tại sao lại. Đây rồi, nó bị lag chút các bạn. Đây rồi, chỉnh lại là nó là ngon ngay các bạn ơi. Thì mình thao tác lại một tí cho cái này nó chuẩn một tí. Đấy, đẹp trai ngay, là anh em xem chuẩn ngay. Vâng, để mà nói một chút với cái đội hình ở đây của cả hai team thì cái team Liquid nó sẽ là một cái lineup nó có phần là ít nghiêng về đánh nhau. Trận này nếu như mà team Liquid họ chơi hay thì ok. Nhưng mà cái việc ăn 10 kill của team Liquid ở trong trận này đánh giá nó cũng khá là khó. Các bạn nhìn bộ hero là các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà đây dù sao thì đối thủ của team Liquid cũng chỉ là Pain Gaming. Cái gì thì cũng không thể nào mà có thể nói trước được. Nhìn khu vực Midland các bạn nhìn Kurugi bị đít này. Ăn ngay một con gà trên đầu đó, các bạn cũng biết được là Sniper là một tăng trưởng 2 rồi. Cú đợi sẵn ở trên khu vực top này với cả Hin với cả vị trí của GH, Hin rất là đẹp dai. Hàn Quắc hồi xưa đánh cho MVP Folex. Vâng, sẽ là một cái tình huống mà vào trước ở đây nhưng mà ta vô tăng cho mình repel có vẻ như không phải là một cái lựa chọn tăng skill chính xác. Bây giờ sau khi hit repel thì sẽ bị Matumaman gờ hang như là Hin đuổi vào rồi, không có cơ hội bỏ chạy mạng dành cho Matumaman trong cái giai đoạn đầu này theo một cái cách rất là đơn giản. Swap lên đến từ cả hai đội nó khiến cho là cái lên nó cũng sẽ không khác gì so với cả bình thường, nó chỉ khác là cái lane của team Liquid sẽ dài hơn để có thể là chủ động push vào Pain Gaming nhanh hơn thôi. Bao rồi Kurugi có vẻ như là gặp một chút vấn đề về setting, console các thứ. Bị bắn cho đến gọi là liên tục mất gần nửa bình máu ở mid rồi thì chắc là bây giờ mới nhận ra được cái vấn đề của mình. Và ở khu vực Midland thì hãy cẩn thận. Bây giờ nếu như mà con súng này nó mà lên level 2, Sen King di chuyển ra một chọc stun rất dễ Kurugi có thể nằm xuống, bởi vì ở đây là Sen King có cho mình dày. Ăn nốt miếng mì kìa các bạn, ăn cái lấy sức cát. Miracle sang Liên Minh Huyền Thoại rồi bạn ơi. Thay Faker để đánh ra solo đi mid. Game như cái lồn. Nhưng sao có người chơi game đó là thua.
Thấy bảo không được dùng cam của chúng nó cơ mà. Thôi được rồi, đến cái trận này nó xin anh em. Anh em hôm nay cho tôi nhờ người bạn webpad quay cam cho tôi một tí. Đấy là xin rồi đấy, chứ bảo bây giờ mà tự ngồi quay cam chết mất. Nó cũng khá là muộn, vừa lại cũng có ngồi kiểu livestream ở dưới mệt lắm rồi. Thực sự anh em cho mình nhờ người bạn nước ngoài quay hộ một tí thì sao nhỉ? Không hiểu đang có một cái lý do thì nó đang xảy ra đối với cả Team Liquid ở trong giai đoạn này các bạn ạ. Vâng, ok, bây giờ thì Kuroki trở lại rồi. Có vẻ như là chuyển xong setting và các bạn thấy thao tác ở khu vực Midland này chuyển rất là khuôn. Những cái động tác mà aggro tay ép lại xong rồi bắt đầu mà lát hit đến vị trí của Kuroki. Các cùng đợi xem, nói chung là đấy. Trình độ của player chỉ ở đây chứ đâu. Các bạn bình thường các bạn theo dõi một cái game đấu của Team Liquid thì ở đây lại tiếp tục có một cái tình huống pause ở đây đến từ hit. Thế là gặp vấn đề về âm thanh tiếng động gì đấy rồi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cũng là cặp đôi GH cũng như là hit sẽ đi ra khu vực Midland này. Cùng với cả một nhấc và Chilling Torch ở đây khi mà Kuroki ở level 2 thì lại chủ động tăng một điểm vào độc luôn chứ không giữ lại. Để nhớ đâu mình cần stun đi, let's go. Ok, liệu rằng ở khu vực Midland này với cái sự cover đến từ Sen King có dày thì ngay lập tức là một tình huống sử dụng xả đạn ra cục cực kỳ đến từ vị trí của Pen. Có khi là Team Liquid họ sẽ có được luôn cả con gà khu vực Midland mất khi mà ở đây thì GH không có giày và sẽ không có gì xảy ra ở khu vực Midland cả. Hai support của Team Liquid họ đang đưa con sniper và con súng và con Sen King vào một cái trạng thái mà không được phép nhìn vào creep. Cái mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho ở đây Kuroki sẽ có một cái khoảng đẹp trai nhất để có thể đứng farm thôi. Nhưng bây giờ mới là xả độc trên TikTok không có hit cuối cùng. GH sẽ phải nằm xuống thôi. Nhưng quan trọng là con súng này thì lại không lát hit hit cuối được, lại là mid hơi đen một chút. Người ăn mạng đây là Disruptor với một tình huống mà di chuyển ra. Dù là không ăn được mạng nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc là Kuroki anh ấy có farm được không. Đang farm được, câu chuyện là như vậy. Đánh rất cục nhưng mà con súng này thì nó cũng cục không kém như Kuroki cả. Tăng một điểm của headshot bắn chỉ có vào đầu. Vâng, dưới khu vực này thì Mai còn trốn biết được cái gì sắp xảy ra. Tôi tin rằng ở đây sẽ có một tình huống. Vâng, vẫn giết được Sen King của King Hadi. Nhưng mà Mai Control lại người nằm xuống chờ trên khu vực top này thì Tavo với một cái tình huống tele sẽ không bị giữ chân lại ở đây bởi câu feed. Nhưng lại là TV về phía khu vực trụ 1. Thế nên là bây giờ sẽ có một cái tình huống mà Hin dive vào cùng với cả run hết để phá cái bình máu của Tavo. Anh ấy biết được là cái chiều tele về giếng, à tele về trụ 1 sau đó là ăn máu để không bị mất khoảng level ở đây. Điều đánh chả khác gì LOL cả các bạn. Chỉ cần một lần ấn B dịch chuyển về nhà thôi là mình vỡ lên ngay. Tôi nói thật là bây giờ bảo là lối chơi kiểu Dota 2 nó cũng bị giống LOL nhiều, nó cũng chả khác, nói thật. Tức là bây giờ đi laning là cũng phải thật là tốt. Chẳng may mà bị lỡ phải di chuyển về nhà một lần thôi là các bạn sẽ bị trả giá ngay. Và đây rồi, đó là smoke chọc stun Burrow Strike đến từ vị trí của King AD. Phải cover cho một hero như là Akemit đó là điều chắc chắn luôn. Và như vậy thì Hin tele ra. Kuroki không gặp vấn đề gì ở khu vực Midland cả. Thậm chí có cả GH đứng ở đây nữa. Vâng, rất nhiều vấn đề. Nhưng trời ơi các bạn nhìn này, đánh thế này mới là cốt chứ các bạn. Cái gì? Cắm mắt á, bùm. Một phá, anh hiểu được cái tình hình gì đang xảy ra. Nói chung là cái bộ não chơi game của người Hàn thì không cần phải nói đâu các bạn. Đấy, vừa mới khen xong chết mẹ luôn. Thì ở đây Âu nó cũng sẽ là một cái tình huống mà không phải là chết hộ, mà nó sẽ là chết cùng Kuroki ở khu vực Midland hơi đen một chút. Chỉ không phải một giây nữa rồi Kuroki có thể tele được về nhà. Nhưng Nom có vẻ như là bây giờ thì GH nếu như mà bị dính phải một phát headshot nữa thì sẽ chết, nhưng không nhấc được King AD. Và bây giờ thì GH bỏ chạy rồi, ra ăn một cái run illusion ở khu vực Midland. Chặn đối thủ lại chăng hay là như thế nào đấy tôi cũng không biết nữa. Nhưng một cú giật để trừ đam. Tuy nhiên ăn phải Burrow Strike hồi máu đánh thường thôi thì xuống lại còn điệu. Rất mệt các bạn. Đi đắp tờ đúng kiểu là tôi không muốn ăn mạng đâu, nhưng mà các bạn cứ nhường.
trận đấu nó đang rất chuẩn bài. Nó chuẩn bài ở đây nó đồng nghĩa với cái việc đó là một cái team Alchemist. Có Alchemist, nó không được phép xanh ở trong giai đoạn đầu, hứa ấy, sẽ mang đến một cái thế trận rất cân. Chứ giả sử team Liquid bây giờ mà đang thắng thì nó còn không có ý nghĩa gì cả. Nhưng tình cờ ở đâu đó một con Omni-9 không stick ở đây, thôi xong rồi. Độc sát nội công các bạn, âm phong thực cốt, thêm bùa thời gian trúng độc trừ 40 kháng độc, cái giật tới bến luôn. Đánh rất là tự tin đến cái vị trí của Matubaman, 24 CS, Dina 13, đánh căng thế nhỉ. Nhưng ở khu vực Midland này, đó là một tình huống smoke ra đến từ các thành viên của team Liquid. Và bây giờ thì sẽ nhấc con sniper này lên, câu phết được sử dụng. Đấm thường quá đau, bởi ở đây đó là hiệu ứng đến từ... Không được rồi. Đó là một cái tình huống mà comeback và cái lượt đạn xả quá kinh đến từ vị trí của sniper ở đây. Giết luôn cả đôi support của team Liquid. Hơi sét một chút. Có một cái nó rất là buồn cười ở đây, chúng ta sẽ nói đến sau cái tình huống mà combat ở dưới bot này, khi mà Mind Control vẫn đang bắn rất là đau, nhưng mà nhận thấy được rằng cái lượng đam không đủ để có thể là dồn thêm một người của Tiny. Nhưng đó là toss thẳng King Adi lên. Tuy nhiên nào ngờ đâu là Mind Control vẫn đang ở gần, dù là không còn quá nhiều mana và máu nhưng bắn thường vẫn rất là đau. Tức là bây giờ các bạn nhìn thấy đây, có một cái mà đấy ở tôi để ý ở cái việc đánh nhau ở khu vực Midland, tôi thấy rất là buồn cười ở một cái chỗ là, tức là đấy, các bạn biết là Kuroki thật ra là nhìn đánh carry cũng thật ra rất là tốt. Và nhưng mà đánh giải thì là đánh sắp tốt đấy. Bây giờ thì Kuroki đang chơi một con hero đi mid lane. Và các bạn biết rồi đấy, ví dụ như là con hero như là Alchemist, cái việc ăn được một mạng ở đâu đó thôi, nó đã trở nên rất là quan trọng. Mà nó gần như là kiểu là một cái món quà mà các bạn được cho rồi đấy. Thế nhưng mà vừa các bạn thấy những cái tình huống xử lý ấy, khi mà trong cái tình huống mà chúng ta dive vào khu vực mid lane để giết con súng, nhìn cái thao tác của Kuroki là chúng ta biết là cái bộ não của anh thì bây giờ nó bị đúng kiểu tư duy, nó cũng bị theo cái chiếm tỷ trọng support nó nhiều quá rồi. Tức là cái nhìn cái cách mà anh agro và tấn công đối thủ nó đúng như là một con hero support vậy, chỉ đánh vừa phải thôi. Và nếu như mà biết chắc là nó có khi là nó chết rồi thì sẽ không tha mạng nữa và ngay lập tức là lùi về luôn. Chứ nó lại không phải là một cái tâm lý mà kiểu ồ, bây giờ bố mày phải canh, bố mày lát hit cho bằng được, xong bố mày phải ăn cho bằng được cái con này. Rất là thú vị. Trên top này thì con Venom mắc 2 một cọc thôi nhưng mà đang gây áp lực rất là lớn. Con này bây giờ chỉ cần bắn một cái thôi thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Các bạn biết được rằng là cái điểm cọc này, thật ra dù ở dưới khu vực bot này có một vấn đề rất là lớn, khi mà ở đây thì suýt giết được Tiny, nhưng mà nào ở đâu có cả Disruptor như là Sen King cover cho Tiny ở dưới khu vực bot này, thì ngay lập tức là Magatro phải nằm xuống rồi. Dire's top tower is under attack. Cái con Venom này thực ra nó sẽ gây đam rất là đau. Một điểm Plague Ward này thôi, nhưng một điểm nó vẫn có thể gây ra hiệu ứng của một cái Poison Sting level 4. Bắn vui một cái thôi là con Omni-9 nó sẽ không chịu được. Cứ một tích nhảy 15 máu một giây. Một cái vũ khí đi lane rất là mạnh. Kuroki ở khu vực Midland đang gặp khó khăn nhất định. Nhưng ở trên khu vực top này Tavo đang bị độc sát vào rồi. Đây sẽ là một cái tình huống mà nếu như bị nhấc lên Tavo sẽ chết luôn. Repel. Nhấc luôn thì sao nhỉ? Nhấc luôn nó trưởng một các thứ, đánh thường thôi là nó cũng chết mà. Trong cái thời gian tele là nó cũng chết rồi. Bảo bây giờ búp máu xong repel, cái lúc đấy nó bị đánh chết rồi. Rồi một cú bú binh các bạn. Không đủ đam. Nhưng tàng hình thì vẫn bị bú binh à? What the fuck? I don't know các bạn, nhưng ở đây sẽ có một cái tình huống mà ở dưới boss này thì sniper ăn được run hết sẽ di chuyển xuống dưới này để có thể là kết thúc mạng của Mind Control. Mind Control sẽ phải chết trong tình huống này ngay cả khi không cần sử dụng Glaive, vì ở đâu đó phải có một con súng bắn boom thoát mồm chăng, nhưng mà hơi sét một chút thôi các bạn. Ở đâu đó thì súng solo kill được hin không chạy được bởi súng run hết. 40 thôi các bạn, 10 kill thì cho Pain Gaming nổ cái tưng bừng. Đấy, nói chung là một cái line up hơi đen một tí. Có Alchemist thì nói chung là sẽ rất là khó để có thể ăn được 10 kill. Hơi sét một chút các bạn. Một con Alchemist của Kuroki sẽ lựa chọn lên Amulet đầu tiên để có thể là sống sót dễ hơn, lâu hơn, dài hơn. Matubaman vẫn đang là người làm tốt nhất của team Liquid. First item lên cho mình một cái pie và đang thực hiện cái nghĩa vụ D-Land cũng như là push trụ rất là căng thẳng ở đây. Thì ngay lập tức sử dụng một nhổ được bọt đến tụi chỉ có Matubaman. Không có repel là Omni-9 này sẽ phải gọi là quỳ xuống luôn. Omni-9 level 6 chưa có được quá nhiều những cái đồ gì đấy gọi là kinh khủng lắm. Nhưng mà dưới khu vực bot lane này thì áp lực trực tiếp đến các thành viên của Pain Gaming. Mind Control thì chất là ở đây con Pacna là con hero rất là ít máu, bị bắt vào khó lòng sống sót. Hy vọng là Inspire đối với anh ấy là đủ.
3.000 network Archimedes sẽ rất là khó để có thể là burst cái lượng network lên ở trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên nói chung thì cái con Archimedes của Team Liquid ở trong trận đấu này vào cái giai đoạn mid game thì nó cũng sẽ ổn thôi. Matubaman ở đây đang bị một cái tình huống mà sổ vào tất cả, nhưng Matubaman sẽ không chết, đó là điều chắc chắn. Bây giờ Matubaman hình như là không tăng ulti. Matubaman đúng không tăng thật nhưng mà vẫn đánh láo thế, quay lại bắn chết con Dead Lab Motor này hay không? Ok, không chết đến từ vị trí của Dead Raptor, dù rằng đó là cái tình huống Chaco đến từ vị trí của Venomancer. Tôi cứ tưởng là phải có ulti cơ thì câu chuyện sẽ khác, nhưng mà lựa chọn này là mắc 2-3 trước. Không sao hết, đó là một cái khoảng space dành cho Team Liquid. Và cụ thể ở đây đó là Archimedes, anh có thể là thoải mái để có thể là hướng đến những cái món đồ tiếp theo. Cú Kuroki bây giờ thì có vẻ như là 3.500 đấy vẫn này các bạn. Nhưng mà con súng này thì là 5.100. Dire's middle tower is under attack. Ua, một cú nhổ nước bọt trượt đến từ vị trí của Matuman, đoán không hay. Tuy nhiên các thành viên của Team Liquid họ vẫn giữ được xe ở khu vực Midland, chắc chắn là trụ sẽ nổ rồi. Fortify của The Dire được bật lên rồi. Gần như toàn bộ các thành viên của Pen Gaming thì họ đang rút kinh ở dưới khu vực Botland để hướng tới việc put bot và dép KA counter lại việc dép của Team Liquid. Nhưng mà bây giờ thì Liquid có được cái trụ mid này rồi, có di chuyển ra đến từ Sen King cũng như là Disruptor. Nhưng mà tôi đoán tầm này chắc là Sen King giỏi lắm, level 5, đúng level 5 rồi. Disruptor có level 6. Ê, ở đây đang bị một tình huống làm chậm đến tu trời ơi. Không có Omnignite ở đây để có thể hỗ trợ, nhưng mà thôi xong rồi. Các bạn nhìn cái lượng đam phép được dồn vào cái con Venom là một con hero rất vô học. Và bây giờ thì King Adi sẽ phải nằm xuống, tôi tin là như vậy. Chỉ cần như vậy thôi. Tuy nhiên người nằm xuống đầu tiên đó lại là Tavo. King Adi tê lê về nhà. Chả phải làm gì hả các bạn? Ấn bắn bắn vào người của team bạn, thế là xong game luôn. Hơi sét một chút trong một cái tình huống đam phang dừng ít máu của Sniper. Kuroki anh ấy đang sống dựa trên những cái gì mà đồng đội trao cho. Liên hoàn farm đến từ Archimedes và ở đâu đó thì cũng đang có áp lực push rồi. Về cơ bản Venom cũng như là Pagna là những con hero push quá nhanh, không đỡ rồi các bạn. Ma Control bị glimpse lại đây, Ma Control chắc chắn sẽ phải chết thôi. Đây là một con hero rất là yếu máu, nhưng mà chết một người thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện rất là ok. Giày bay first item đến từ vị trí của Kuroki. Cú giày bay được đấy bạn ơi. Nhưng mà nói chung là anh ấy cũng sẽ có rat rất là nhanh thôi. Sure about that, một Dragon Land trên người của Sniper từ khá là lâu rồi. Next item sẽ hướng đến một cái múa set. Sniper này cẩn thận đến mức còn mua quả Winlay để gia tăng cái tốc độ chạy của mình lên. Tuy nhiên thì bây giờ nói về cái việc chạy thì con Archimedes đang là bùa. Vâng, bây giờ thì sẽ là một cái tình huống mà Matuaman độc rất nhanh và chính xác. Cũng như không có một điểm ở skill 2. Hơi sét một chút rồi các bạn, nhưng trên khu vực top này thì GH tại sao đang giúp kinh ở trong thì lại bị wow. Đánh khéo đến mức là Sniper của Pain mua một cái Fairy Fire ra ngoài. Và anh ấy mua thêm cả một cái ring máu để hồi máu và cứu anh ấy sống trong cái tình huống vừa rồi. Thật sự là như thế các bạn ạ. À, anh ấy mua Fairy Fire chuyển ra khi cái tình huống vừa rồi con Sniper nó không tê lê thẳng về giếng. Trời ơi, lúc nó rát chứ không nảy một tích độc nữa tôi nghĩ là chết rồi đấy. Yep, quả đấy chết thì hơi quê nhỉ, đã bị đối thủ chê cười mất các bạn. Nhưng mà ở đây trên top là có một cái tình huống mà Ford Kuntia lên nhổ phát nước bọt vào, nhưng mà có vẻ như là bên gaming họ không hãi cho lắm, cú lùi về thôi. Trong khi ở giữa bot này thì từ My Control cho đến Matuaman, hai con hero put nhanh đang gây những cái áp lực trực tiếp lên khu vực trụ. Vâng, có Blink Dagger trên người của Tiny thì làm cái nhẹ nhàng luôn vào vị trí của GH rất là nhanh chóng rồi. Tầm này thì nào ai chịu được nổi combo của Tiny đây. Epicenter Burrow Strike, một ủn được tung ra, di chuyển theo, mổ cái nhẹ vào người. Nhưng mà Tiny này rất sâu tính các bạn.
nhặt cây lên vào một ngang phát là thôi, tiếp tục có được mạng của Hin này. Hàn Quốc với cả chúng tôi lờ bao 75 rồi các bạn. Không có Miracle thì đây là team Liquid chăng? I don't know man. Một cái chiến thuật thực sự thì tôi nói chung thì tôi rất ghét cái việc chơi chiến thuật mà nó không có một cái con hero nào đấy để có thể chủ động tham gia combat. Cá nhân tôi rất là ghét cái, những cái chiến thuật như thế. Có phải như là team Liquid thì họ đang chơi với, họ đang bị gọi là mất quá nhiều thời gian để đợi Alchemist. Nhưng mà tôi nghĩ là mọi chuyện vẫn đang ổn. Về cơ bản thì cái game đầu nó sẽ bị kéo dài thôi. Còn team Liquid thì họ chưa làm sao cả. Từ nãy giờ là Kuroki anh ý cũng phải gọi là hai niên ở trên, ở trên núi luyện tập rồi. Các bạn cũng biết là bây giờ cầm giày bay ở trong người là cũng 3 cành 8 thôi. Khoảng 18 phút cầm một cái Radiant ở trong người, bây giờ 15 phút rồi nhá. Chỉ nói với các bạn là như thế thôi. Thế là khoảng 18 phút cầm một cái Radiant ở trong người. 18 phút thì ơi, Thái Tài làm cái 20 phút chắc. Có Epicenter không có, nhưng mà muốn làm gì cái con AA này thì tôi không biết nữa. Sen King giúp được rồi. Bây giờ thì đợi Disruptor di chuyển ra. Vâng, sử dụng luôn của ulti. Matubaman ở đây thì bị Glee về hơi sét một chút, nhưng cũng lờ bao các bạn. Brazil gành Peruvian. Kuroki đã mua được cái 3 cái 8 cho người rồi. Đây thì đang là một tình huống mà làm cái lọ đến từ Kuroki và làm luôn cả cái mạng các bạn. Thật sự là ăn được mạng bằng cái quả ném long con level 2 này luôn. 3k8 ở trong người, 3k6 cái relic ở trong người của Alchemist rồi. Bây giờ sẽ hướng đến cái Radiant và tôi nghĩ là team Liquid họ vẫn thắng được các bạn. Súng bị Matubaman lùa vào rất khó chịu. Đây là một con Venom đang rất trâu cùng với cả Pai Aquila và 17 chặt stick một cái Radiant 17 phút trên người của Alchemist kèm theo Amulet dày bay. Hay thôi nhỉ, 11.000 net worth rồi. Kuroki anh ấy đang chơi cái trò chơi đúng kiểu là chơi Dota theo kiểu là veteran các bạn. Thôi đấy, mẹ à, những cái thằng trẻ chúng mày đi mà đánh nhau, bố mày già rồi, tao chơi với cả trí tuệ nhân tạo vẫn thắng. 11.500 rồi net worth. Trong khi ở đây thì tôi thấy là Sniper đã có được búa xét. Mind Control ở đâu đó thì có một cái tình huống phối hợp cùng đồng đội ăn được mạng của Omnignite rất nhanh. Matuaman ở đây. Ui, cướp được Glim đến từ vị trí của GH. Tiếp theo, cướp giải đạn của súng khiến súng bị slow và bị giết luôn ở đây. Hin là người có mạng. GG rồi. Tôi chả hiểu đây đang là một cái tình huống mà tham gà thì thôi luôn. Tham thật là ok. Sen King lên cái gì? Spirit Visual rồi nhưng không lên Blink. Thật ra thì đúng là trận này lên Blink sớm thì nó kể cả thế là nó cũng không hay. Nhưng thật sự là vẫn có một cái gì đấy nó như kiểu là gậy đẩy, nó sẽ là ok hơn. Có mắt ở đây, GH chủ động nhảy vào trước. Và bây giờ con A sẽ phải nằm xuống bởi cái lượng đam tắt quá nhiều đến thành viên của team Liquid ở đâu đó đi. Mike Trone cũng như là Matuaman tiếp tục là xả rắn cũng như là xả Blast. Và Tower, Tavo ở đây bị ép phải sử dụng Repel. Ngay lập tức là cả Avalanche cũng được sử dụng ra rồi. Nhận biết được điều này, một Glim về. Sau đó là Ulti AA, Sam King chọc stun vào hai con Creep để rồi bây giờ đang bị dính độc sát, sẽ chết ở đây, đó là điều chắc chắn luôn. Nếu như Tavo không cứu, cú lưỡi. Lừa quá các bạn. Mất 10 kill trong 13-15 thì thắng luôn rồi các bạn. Nói chung con Alchemist tầm này thì đúng là không đỡ được nó rồi. Lối chơi rất là old school ở đây. Alchemist lên cho mình một cái Manta Star trông cũng được chứ các bạn. Kaya hay là Len hay người của Pagna thi đấu như kiểu là một cái xe vậy. Giờ tôi chỉ cần đẩy trụ thôi. Sniper sẽ phải nằm xuống. Một mở bát vào đây, tạm biệt Sniper. Ba lô cộng 5 đồng dành cho GH ở đây. Berlin rất là nhanh rồi. Trận đấu đợi thắng đến các thành viên của team Liquid thôi.
Lineup này có con sniper đép chứ chắc đã đép được. Không có sniper thì bây giờ các thành viên của Pen Gaming móc ra để gõ GG cho nhanh Epicenter. Sau đó được top vào chứ không phải là đó là một cái tình huống Epicenter rồi Blink vào. Nhưng mà Thumoman chết trước khi kịp sử dụng một cái gì. Các thành viên của Pen Gaming họ hạ sát được cái nguồn đam lớn nhất của Team Liquid. Và có vẻ như đây là một cái lựa chọn rất là chính xác. Nhưng không, Clean lại ở đây muốn chơi tiếp một người của Kuroki. Nhưng mà Kuroki Brazil này chỉ có Depacito thôi, chả có cái gì hết. Ok, vẫn cứ thích giết cái con Agamemnon này. Có lẽ là đang sóc lọ và bắn vắt mồm đất tờ. Nhưng mà Kuroki tắt bật Amlet, trời ơi. Are you ATG? Lại Glim về. Lại tắt bật Amlet được. Ok, bây giờ lại tự sóc mồm mình kia nó bị sung bắn vắt trên luôn thôi. Nhưng mà được đấy. Hey, không còn Venom nữa, Âu nó là một cái keo khó rồi. Microtron quay lại như là không được rồi. Triple kill dành cho Sniper. Cú mách chăng? Hey. Ui, một cú sốc của người Hàn Quốc đấy các bạn. Đấy, tôi nói các bạn. Ok. CD Thái Tài lên lao thẳng một người của Sniper. Nhưng mà dừng các thành viên của Team Liquid bằng việc Glimpse Kuroki về. Hay. Đó là một tình huống ulti súng đến từ vị trí của Rubik. Và bây giờ thì lao lên, liệu rằng Matumaman có thể đột lên để làm cái gì đấy luôn. Cái con Venom của Matumaman ở trong cái thời điểm này nó hơi bị thiếu cơ động khi mà chỉ có đi bộ thôi. Con Venom này chỉ mà chỉ đi bộ thôi thì nó cũng hơi rõ sử dụng skill. Một cú Hujigenbai chăng? Vâng, có một tình huống mở bát ở đây trên vị trí của GH và nhưng ở dưới trên khu vực top này thì Matumaman có PP nhưng vẫn đang bị focus vào nhưng không chết. Đúng hơn là chưa chết, nhưng mà đã có Spirit Visual được búp vào đầu của Matumaman rồi. Được hồi máu đến từ Microtron nhưng Spirit Visual nó làm cái khả năng hồi máu nó bị giảm xuống. Tin ở đằng sau thì Kuroki. Và nói đúng hơn là có cả Matumaman, ulti của Matumaman ngay lập tức được clear toàn bộ team Pen Gaming ở trên khu vực top này rồi. Dễ vô cùng các bạn. GH đó. Đánh hay quá. Chơi một cái line up như Team Liquid chơi sẽ rất là sướng. Điểm yếu nó chính là giai đoạn early game. Nhưng mà ngay cả khi không có một cái dạng carry đánh tay nào kinh khủng cực độ thì Team Liquid vẫn làm một cái line up mà kể cả chơi về late game hoặc là quá mẹ cả late game thì vẫn rất là mạnh. Spam 4 gậy xanh sau rồi là spam đa gông đến từ tất cả các vị trí thì nó luôn luôn mạnh. Chỉ có cái là thực ra là nếu như mà bình thường các bạn chơi Dota, các bạn đánh giải, các bạn chơi theo kiểu này thì còn sướng. Tôi đố không đánh rank mà không chơi cái kiểu này được luôn. Không biết là đồng đội của mình nó đang tư duy gì cả. Một cái line up mà thiếu hero vào trước rất là khó chơi. Xét.
Còn quay trở lại game đấu ở đây. Tình huống sử dụng ưu tiên thị trí của GH Blink đi nhưng ngay lập tức không, đó chưa phải là Blink đi, bị Glimpse về ngay lập tức là GH Blink đi. Trời ơi, xử lý rất là hay. Trận đấu nó vẫn đang ở một cái thế rất là thuận lợi dành cho các thành viên của team Liquid. Lượng tiền 13.000 network hơn, thật ra thì nó gần như là một cái con số ảo vậy. Khi mà có cái sự xuất hiện đến từ con Agamis ở trong team thì những cái con số kiểu như này nó sẽ không còn chính xác nữa. Nó vẫn chỉ là một cái lượng network hơn rất là nhiều trên người của Agamis. Đồng nghĩa với việc bảo là Ben Gaming ở đây có chơi tiếp được không, câu chuyện nó sẽ là có khả năng nó sẽ là hơi thấp thôi. Một tình huống mà vào trước đến cái TV của Ben Gaming bây giờ sẽ focus trên được Matumama trước khi mà anh ấy kịp sử dụng bất kỳ một cái kỹ năng gì cả. Cái vấn đề chính là như vậy, mất đi Venomancer, team Liquid bị mất đi một cái lượng đam rất lớn, dù rằng chỉ việc phải ấn một cái nút R duy nhất đến từ vị trí của Veno không hề dễ một tí nào cả. Bảo là bây giờ có lên BKB hay không, xua bao đam đấy. Một cái Octarencore đã được cầm trên người của Kuroki rồi. Sẽ là một cái món đồ giúp cho cái việc tham minh đẩy bóng của Agamis nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Bật ulti ấn Manta luôn thì cái thời gian cooldown nó được giảm xuống, cho cái việc là đến khi sắp hết ulti thì sẽ Manta thêm một lần nữa và cái việc đẩy lane nó sẽ rất là nhanh. Cùng với cả Agamis, cái lượng đam Radiant gây ra từ bóng nó sẽ ít hơn so với bình thường. Nhưng ở đây đang là một cái tình huống vừa smoke ở đây thì bắt được luôn là Tavo ở trong cái vị trí này. Tắc thở trước khi mà kịp làm một cái gì, mở bát bằng một cái tình huống mà nhấc lên đến từ vị của GH, có nghĩa như vậy nó sẽ là xong rồi. Androsan không thể nào mà dễ dàng hơn. Đang set up ở đây rồi, các thành viên của Pen Gaming thì họ cũng không có chủ động muốn di chuyển ra để có thể là thực hiện một cái tình huống cướp hay là như nào cả. Búa set 2 trên người của Sniper gây lượng đam lớn hơn ở phía hậu phương. Về cơ bản chúng ta chỉ cần quan tâm đơn giản đó chính là cái con Agamis này nó sẽ có xông vào để nó cản con súng bắn hay không thôi. Line up của team Liquid trở nên mạnh hơn rất là nhiều trong những cái tình huống sắp tới khi mà Agamis khi mà ở đây thì một cái Aegis of Immortal được cầm trên người của Venomancer, dù có Focus chết anh ấy luôn thì cũng sẽ không thể nào mà có thể đợi đến cái lượt sau được. Nó sẽ trở thành cái việc rất khó một khi Venom xuất được ulti ra thì thôi, các bạn cũng biết rồi. Tắt âm thanh đi bạn ơi. Ơ, mình có đang bật cái gì đâu. Ơ, có đang bật cái gì không nhỉ? À chết rồi, nó bị tự nhảy ra ở phía bên này rồi. Tôi đang không đeo tai nghe các bạn nên đang không nghe rõ. Vãi luôn. Thôi, vãi là tôi cứ tưởng là con có xong rồi. Sẽ là một tình huống vừa ấn tele thì ngay lập tức là bị Kuroki xuất phát mồm cái chết luôn đến từ vị trí của Tiny. Nhưng mà ở khu vực mid lane như là GH đang bị sồ vào, bị dính một cái Spirit Vision. Nhưng mà bây giờ sử dụng Gleam mọi người ở GH. Cái anh ấy cướp Burrow Strike của Sand King. Và nếu như mà đéo bị ăn cái tình huống ulti đến từ Sniper thì bùm. Ui, cú lừa. What the fuck man. Không, đấy có phải là Blink đâu. Đấy là không, hình như là không phải là. Như nó gọi là như nào nhỉ? Nó phải là như thế nào nhỉ? Kinh.
stun SK đúng không? Quái đúng là stun của SK mà. Ở mid thì chơi xong rồi, Matumaman có đưa cho mình run in V. Nhưng anh ấy bị phát hiện lại bởi Sentra ở đây đến thành viên của Pain Gaming. Matumaman ở đây sẽ mất Aegis of Immortal. Nhưng mà về cơ bản, Pain Gaming đã mất đi cái vũ khí duy nhất để khiến cho con Venomancer này ấn ulti rồi. Đó chính là ulti Disruptor. Thì là ở đây đang một cái tình huống mà Kuroki thấy được tầm nhìn, có được tầm nhìn, đã sóc lọ được mặt của súng rồi. Overland không thể cản được, đẩy cũng không giúp cho con Sniper lại lên trên khu vực high ground. Nó chỉ là một tí nữa thôi, xong rồi, vỡ trận. Sniper buộc lòng phải vai bách ra, nhưng ở đâu đó thì Sam King đã bị giết chết mất rồi. Bây giờ bắn một người của Kuroki, Kuroki bị đẩy ra ngoài, Kuroki bị tự sóc vào mồm mình. Kuroki sẽ phải chết ở đây, Kuroki đánh như kiểu hé, Kuroki hơi gấu chút chăng các bạn. Bị con súng bắn nó cứ đẩy liên tục thôi. Với cái talent level 20 đó là 35 knockback distance, hơi sad một chút các bạn. Nhưng tôi nói là Sniper thì chung là cái câu chuyện ở đây liên quan đến cái trận đấu này, đó chính là con Sniper và con Venom. Cái mục đích của Pain Gaming thực chất thì họ không cần thiết phải bảo vệ con Sniper này. Các thành viên của Team Liquid họ không hề quan tâm đến con Sniper này. Mày cứ bắn đi, nhưng khi cái việc mà con Venom nó ulti được ra thì vô tình 4 thành viên khác của Pain Gaming sẽ chết trong nửa giây. Và không còn cái lớp tường ở đằng trước nữa thì Sniper sẽ không thể nào mà bắn được. Thế nên bây giờ cái việc quan tâm nhất của Pain Gaming ở đây đó chính là clear toàn bộ các thành viên. À không phải là clear toàn bộ, đó chính là dừng cái con Venomancer lại để cho Sniper được có khoảng bắn. Đấy, tất nhiên là Sniper bị chiếm phải một cái trách nhiệm nó hơi bị cao cả ở đây một tí rồi, đó chính là gánh kèo. Liquid thì họ thực chất là họ biết được là con Sniper này nó nguy hiểm, nhưng họ biết là có cha cố cũng không để làm gì, chi bằng ở đây mình clear những cái mục tiêu yếu trước thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì Alchemist của Kuroki chủ động lên cho mình một cái BKB để một mình lao qua toàn bộ đội hình địch, tạo một cái đường máu ở đây để cho đồng đội có thể lao lên thực hiện những cái cú đam phép tụt máu với cả một cái tốc độ khủng khiếp luôn. Sniper có cho mình ở đây một cái Ultimate Orb, nó có vẻ như là muốn hướng đến một cái Lincoln Spear. Yeah, tránh cái việc bị vào nhấc trước hay là anything, không biết. Súng chủ động ở dưới khu vực boss này đang là một cái tình huống mà lao thẳng vào luôn, tê lê giống rất là lộ thiên, nhưng mà nothing happen các bạn. Đẹp top rồi. Một game đầu có Alchemist nó sẽ rất là lâu, nhưng mà game cũng hấp dẫn đấy chứ các bạn. Về cơ bản là tôi thấy là nó cân, nó chưa quá vượt trội về một bên nào. Còn Sniper lựa chọn lên một cái món đồ thủ ở đây, nó sẽ là một cái Lincoln. Và đã có một cái Lincoln rồi mà bây giờ lại lên cho mình một cái BKB thì nghe chừng nó sẽ hơi dở hơi. Cho nên MKB nó cũng sẽ là cái lựa chọn tiếp theo của Sniper. MKP bây giờ thì cộng tốc đại. Ủa, nó có mở bát, nó có cơ hát ở đây, đang là một cái tình huống mà nothing happen các bạn. Giày tay 2 ở trên người của Kuroki ở đây thì thực hiện một cái tình huống mà dịch chuyển đến bên người mình yêu. Đây nó không còn là một cái tình huống ấn B nữa rồi, mà cái giày bay 2 này thì nó ngang với cả một cái tình huống mà lựa chọn dịch chuyển đến từ tướng các bạn. Còn không phải là ấn B nữa rồi, ấn B chỉ có về nhà thôi. Một cú farm hơi lâu đến từ cả hai bên nha các bạn. 30.000 đánh mất Alchemist. Đều đang hướng đến việc pump Alchemist Scepter, người đầu tiên có được ở đây. Tôi nghĩ là tôi nghĩ là Venom. Next ở đây nó sẽ là Mind Control để có thể là sử dụng cái hồi máu nó trở nên là dễ dùng hơn, nó cơ động hơn cho cái việc cover. Đúng. Đó là một tình huống nhất thống của cái con sen ninja trong LOL bay thẳng người đồng đội. Ok là nhất thống. Ok, quay trở lại trong game đầu. Đây là một cái tình huống mà sen kinh chết luôn. Matumaman bật bật BKB lên còn nửa máu, nhưng mà thực chất thì ở đây đang là một cái tình huống mà không có cái sự xuất hiện đến từ vị trí của Kuroki. Chưa cooldown xong cho mình nhất thống để có thể ấn một người đồng đội, sen này vẫn đang farm trên top các bạn. Ui, bú binh trên vị trí của Magatron lên vào người của Matumaman. Như chưa hề có cuộc chia ly, trên người của Pagnan có cả dây máu nữa.
sẽ được hồi máu liên tục thi đấu như kiểu là medic ở đằng sau. Đó là tình huống mà Tiny mở bắn bằng stun cho đó là tốt. Madumaman về, Madumaman sử dụng ulti ra nhưng Pai đã được bật lên. Cái gì nó vừa xảy ra đối với con Tiny vậy? Đó là một tình huống vừa có skill 2 vừa có Ice Bolt Tech Da không một phát chết con Tiny phun máu. What? Quái lồn như thế. Điên à. Lừa hết các bạn. Gậy xanh trên người của Archimedes rồi. Bây giờ sẽ đưa cái này cho ai. Nó là một cái câu hỏi khó nhưng mà vâng, vừa rồi giết được Venom các thứ, trao đổi chiêu thức các thứ đấy. Không hiểu cái gì vừa xảy ra các bạn. Bùm. Mà đấy là con Tiny đấy. Con này thì 2200 máu các bạn. Cái câu chuyện đang nói về một cái layup có AA cũng như là Pagna là như vậy. Đa không là một cái rất ô choa các bạn. Vũ khí kiểu bùm bùm 1800 máu chắc. Thế này thì sniper không chịu được các bạn. Chả có một cái ai chịu được hết. Arcanine Scatter đã được pump trên người của Rubik trước. Ồ, anh ấy được một cái món đồ khiến cho Scatter cooldown 2 giây. Thì ở đây nó có quá nhiều thứ để cướp. Trừ con súng ra thì cướp của con nào cũng có cái hay. Rubik cướp cái nhấc cây của Tiny rất hay. Các bạn đã bao giờ làm thử chưa? Một cú ảo thuật thể hình chăng? Nâng tạ đến từ vị trí của Rubik. Nhưng ở đây đang có một cái tình huống mass smoke đến từ cái viên của Pain Gaming. Nhưng mà cái vị trí khởi điểm của họ lại là ở trên khu vực low ground. Nó dẫn cho cái việc ở đây GH cướp được Epicenter. GH đi ra ngoài nhưng Mind Control là mục tiêu đầu tiên phải nằm xuống. Anh không có một cái đồ bảo vệ gì cả. Tavo ở đây đang bị dính một cái tình huống ulti nhưng bị clean về rồi. Kuroki tiếp tục chase lên, được gậy đẩy lên, sử dụng một nhổ nước bọt vào đầu của Omignite. Nhưng ở đây Rubik Epicenter cướp được Thunderstrike ở đây để làm gì đâu. Vâng, quay trở lại đây cướp được phủ cát rồi. Trời ơi, cái con Rubik này nó đang quẩy cả bản đồ các bạn. Nhưng mà đó là một cái tình huống mà có tên thật. 3 thành viên của Team Liquid đã phải nằm xuống. Bên cái mình họ không mất ai. Hơi sad một chút rồi. Cú bách chăng? Hè. Korean mắt. What the fuck. Nào. Trên top này thì GH có vẻ như đang bị tóm vào rồi. Tiny di chuyển đến, GH sẽ phải nằm xuống chăng? Carter kẻ ác quên. Quay cam kèm đéo chịu được các bạn. Quay cam thế giới đấy. Lúc mà còn chưa quay cam đến tôi đã đọc mẹ xong là cái gì nó xảy ra rồi. Thế mà cam không quay đến luôn. Quay cam thì lừa hết. Blink Dagger trên người của Omignite để có thể là chủ động cứu. Tiếp tục là Arcanine Scatter của Kuroki để đưa cho một idol. Dagger của Pagna được đưa lên mức 5. Còn một idol có thêm một cái item gì nữa nhờ. Sniper MKB này, này các bạn. Blink Dagger Venom. Nói chung là cũng đã đủ hết tất cả mọi thứ rồi. Kuroki ở đây đang bị Kuroki hè. Kuroki tiếp tục bị Kuroki. Kuroki bị băng độc hôn mê choáng. BKB được bật lên. Kuroki được bơm máu cho Kuroki comeback. Kuroki vặt nước bọt. Kuroki tự sắp vào đầu mình. Không sao cả khi vẫn còn hiệu ứng của BKB ở trên người. Nhưng bây giờ Tiny lao lên như một sát thủ. Nhưng trời ơi, bằng một cái cách gì đó mà ngay lập tức Matumaman sử dụng Blink. Anh ấy Blink về. Không ai phải nằm xuống cả. Tôi nghĩ rằng 14.000 net worth của Team Liquid thậm chí nó còn đang là bị ít hơn so với bên game mình. 30-31 rồi. Ulti AA vào khu vực Rosa làm cái check nhẹ trúng được 3 người. Biết được thành viên của bên game mình đang làm gì. Thì Team Liquid bây giờ họ sẽ di chuyển ra trong cái trạng thái smoke.
Kuroki đi đâu nhổ nước bọt lên đuổi theo. Đó là một tình huống nhấc mở bát vào. Nhưng bây giờ GH lại đang là mục tiêu bị focus. Sẽ phải là người nằm xuống đầu tiên. Tiếp theo là Kuroki đang bị bắn vào liên tục. Con sniper ở đằng sau nó được buff repel cho Matumama. Ngay cả khi đã ulti rồi thì con sniper cũng không mất máu. Bây giờ đuổi được Disruptor về bằng một cái tình huống tele về nhà. Nhưng Disruptor đã phải nằm xuống ở giếng rồi. Đó là một tình huống mà 2-1. Nhưng bây giờ team Liquid họ sẽ đỡ thế nào trong cái tình huống Roshan này? Kuroki vừa mua gậy xanh để băm rồi. Bây giờ anh ấy không có đồ, đang hướng đến một cái hack. Đây là một cái con Agamemnon theo đúng chất là không đánh được thường rồi. Nhưng ở đây Matumama bị focus vào, được cứu bởi Pagna. Nhưng nhìn Dagon kìa, Matumama nhổ được bọt vào người của Tiny. Nhưng Tiny có resistance rất lớn. Thì ở đây Hin bị nhấc, bị tóm vào rồi. Có Burrowstrike được sử dụng, súng bắn như chưa có cái gì xảy ra. Bốn thành viên team Liquid phải nằm xuống, chỉ còn có một mình con Pagna ở đây rồi. Cái câu chuyện là ở đây con Agamemnon nó không còn nguy hiểm nữa. Và cái lượng đam của con súng nó nguy hiểm hơn nhiều để có thể là đẩy lùi team Liquid về. Nó đã không giống với cả cái chiến thuật được đề ra ở trong cái giai đoạn đầu rồi. Đó chính là làm sao để cho con Agamemnon nó sẽ lao lên, để nó càn team Pain Gaming về. Nhưng vấn đề bây giờ đến Agamemnon lao lên cũng không chịu được. Con sniper nó chỉ cần đừng bắn thôi, nó đã quá mạnh rồi. Một cái Lincoln với cả MKB ở đây, cú thua chăng? Chiếm khoảng 70% map đến từ bên gaming rồi. Hoàn toàn tự tin khi mà di chuyển ở bên phần nhà của đối phương. Kết thúc bằng cái trụ 2 trên khu vực top này là hoàn toàn có quyền để đẩy vào high ground. Aegis of Immortal và Chi Sniper tự tin đến mức mà đây anh ấy chẳng thèm cầm Aegis. Đứng đằng sau có Lincoln cộng thêm Omnignite Blink Dagger là đủ tự tin bất tử ở trong combat rồi. Bây giờ team Liquid họ sẽ chuyển hướng sang việc đó là giết con súng đầu tiên. Nhưng giết kiểu, thật ra là giết được. Đó là một tình huống là phải giết trong tích tắc cùng với cả Pagna. Đã không đang hiển, hack hiển các thứ, deny trụ. Kuroki đánh như cái, may quá chưa bảo Kuroki đánh như cứt không lại lên Reddit. Tôi dừng kịp đấy các bạn. Nhưng mà Kuroki ở đây dường như biết trước cái gì sắp xảy ra. Ngay lập tức sử dụng ulti active BKB lên. Matumama nhổ được bọt ulti các thứ rồi. Nhưng ở đây Tavo sẽ bị mất Aegis of Immortal. Cái Aegis được nhường cho con Omicna này, nhưng mà nó đang bị cô lập lại ở đây. Đang là một cái tình huống mà không giữ chân lại được Kuroki thì bây giờ các đồng của bên gaming họ sẽ đánh lỗi rồi. BKB được bật lên trên người của Tiny. Nhưng bây giờ Matumama lao lên, biết được rằng không còn repair được, con súng bị focus vào lắc hit bằng một tình huống Dagon của Mind Control. Và quay trở lại đây, cái lượng slow nó quá nhiều đến từ con Venom cũng như là còn con AA. Bây giờ Rubik xuất hiện nữa, chắc chắn Disruptor sẽ phải nằm xuống rồi. Cướp được một cái đóng lồng đến từ vị trí của GH mà chỉ có Tiny cũng như là Senkin chạy thoát được khỏi. Thôi trời ơi. Đánh kinh quá. Team Liquid với tôi mà tôi nói với các bạn là đó là theo cái tư duy của tôi. Đó chính là cái việc Team Liquid giờ họ phải chuyển ra một cái lối chơi đó là focus vào con súng luôn. Nhưng mà team Liquid họ thể hiện ra là chúng tôi còn có cách hay hơn. Giết con súng cũng được đấy, nhưng mà nó hơi khó. Độ tôi giết thẳng con Omni luôn. Mà không có Omni thì súng sau cái lượt combat trong cái round thứ hai nó như một trò cười vậy. Bây giờ thì còn tất cả 3 cái backpack đến từ bên gaming ở đây, buộc cho Matumama phải sử dụng BKB. Nhưng tôi nghĩ rằng đội nằm xuống lại chính là bên gaming, khi mà ở đây Tiny đã phải nằm xuống rồi bằng một cái tình huống mà ulti đến từ vị trí của AA Tavo Dai Bách. Và Matumama bị Grim lại về ở đây, nhưng tiếp tục lại được Mind Control cứu. Kuroki nhổ được bọt 1 giây thẳng mồm, bật BKB lên. Và con súng bị chết bởi độc sát của Veromancer. Tôi nghĩ GG rồi. 3 cái buyback đều đã phải die back. Và tiếp theo chúng ta có 2 cái buyback đến từ Senkin và Tiny. Nhưng hai con hero này nó gần như không có một cái ý nghĩa gì ở trong cái trận đấu này khi con sniper không xuất hiện. GG well played thôi. Trận đấu khá cân. Tiny bị stun vào người phát tỉnh luôn, được búp lô tuyết ọc vào nhưng phải bật BKB và top Kuroki ra ngoài. Nó vẫn cứ là GG, dù sao thì Liquid vừa cho chúng ta thấy một cái trận đấu mà đái là máu chắc các bạn. Nhưng mọi chuyện thì nó vẫn nhé. Ồ, đánh rất hay đến từ thành viên của team Liquid. Chỉ có
đỉnh đỉnh lên. Lúc con Zapdos đam gai tiếp theo vẫn phải giết luôn con Sen King để cho nó đỡ cày. Rất hay. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi để đến với cả game đấu tiếp theo.